Dạ, xin chào các bạn. Hôm nay là Jim đang đi dạo tại khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu, quý vị. Hôm nay xin mời quý vị các bạn ta cùng đi dạo bãi sau ngày cuối tuần, quý vị. Sáng chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Bây giờ thì đang là buổi sáng chủ nhật, cho nên quý vị thấy cái lượng khách bãi biển trên bãi biển bãi sau rất là đông so với ngày thường rất là nhiều. Ngày thường là Jim đi dạo bãi sau này thường là du khách cũng ít, vậy gọi là lưa thưa thôi. Bữa nay đi rất là nhộn vòng vui nhá. Này Jim sẽ đi dạo một vòng. Dạ, chỗ này thì có các cái đoàn du khách cũng đến đây chơi đồ chơi team building. Rồi ở ngoài biển thì sóng biển có cái rì rào, rất nhiều du khách đang nô đùa sóng biển. Chỗ này trên bờ thì có ai thích tắm nắng thì tắm, ai thích đi quay phim mà đi quay. Ở đây xin mời quý vị đi dạo biển bãi sau đó. Ngày cuối tuần quý vị thấy ở bãi biển đông hơn ngày thường rất là nhiều. Mở nhạc lên chơi tim cái đồ chơi đi. Dạ, khu vực này nó có cái ao, nó sâu hơn chỗ bình thường nên ta cắm cái cờ đen. Đó, thì nghe nhạc, nói chung là ra bãi biển có nghe nhạc. Trung âm thanh ánh sáng là rất là hấp dẫn. Cái trường hợp mà lễ hội có sân khấu thì âm thanh ánh sáng phải đầy đủ. Dạ, ở đây Jim đi tiếp dọc và bãi sau, vì đây hướng dẫn vực ở đường Chúa Kitô. Du khách trên bãi sau rất là đông quý vị, đi rào luôn. Dạ, chỗ này rất nhiều nhóm đang chơi đồ chơi quý vị. Ở đây có một nhóm đang chơi đồ chơi. Ở đây là kéo co xong có thể nhảy dây. Wow. Coi được cầm cự không quá 5 phút vậy. À, đúng rồi, quá
chưa được 2 phút, chưa được phút là có bên thắng thua rồi đó. Ở đây về thì em đi tiếp ra khu vực ở ven biển, ở phía sau Vũng Tàu. Ở đây ngày cuối tuần đây vì thấy cái bãi sao vì nó đông cái đoạn mà trước của cái quảng trường này vì đây cư dân người Nga đã sống Vũng Tàu cũng ra tắm nắng cuối tuần tại khu vực ở bãi sao. Wow. Có vị nào mà ta thích nước sống quý vị là quý vị có thể chúng ta sẽ tham gia ở đây vì ở phía ngoài mà xa xa có một vài người ở đây chơi đồ chơi nước ván. We'll be right back.
vui. Đấy, vì ai cho chơi nước sống ra ngoài nước sống. Chào rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim đi dạo tại khu vực bãi sau Vũng Tàu ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.